Thưa quý vị, đây là phần tin trong nước của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng thứ Tư 23 tháng 11. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành một số chính sách mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, kể từ đầu năm 2017, thì doanh nghiệp tại Đà Nẵng có thể được chính quyền thành phố hỗ trợ kinh phí đầu tư đổi mới công nghệ lên đến 3 tỷ đồng. Với các chính sách sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 tới đây, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, cải tiến công nghệ sẽ được thành phố hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, các kiến thức quản lý công nghệ. Đà Nẵng cũng hỗ trợ đến 70% giá trị hợp đồng mua công nghệ, giải pháp, quy trình kỹ thuật công nghệ mới, hỗ trợ đến 30% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ cao, hỗ trợ 70% chi phí thực hiện nghiên cứu đổi mới khoa học công nghệ. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 3 tỷ đồng một năm. Ngoài ra, Đà Nẵng còn hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp để xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong và ngoài nước để thực hiện các dự án đầu tư đổi mới công nghệ. Thưa quý vị, hôm 21 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện hai dự án cầu vượt trên địa bàn nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng một số công trình cấp bách nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện hai dự án gồm xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Trường Sơn và nút giao thông Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm theo lệnh khẩn cấp cấp bách. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện về lựa chọn nhà thầu, chỉ đạo thực hiện đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả. Theo báo cáo của Hải quan, thì lượng cá tra xuất sang Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đã tăng 76% so với cùng kỳ, trong khi cá tra xuất sang Mỹ lại tăng chậm hơn với gần 23%. Trong 10 tháng đầu năm, kim ngạch cá tra xuất sang Trung Quốc đã lên đến 236 triệu đô la, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong cùng giai đoạn, thì kim ngạch xuất cá tra sang Mỹ đạt 320 triệu đô la. Tuy Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu, nhưng mức tăng thấp hơn, chỉ đạt 22,7% so với cùng kỳ. Với xu hướng tăng trưởng trên, thì các chuyên gia dự báo năm 2017 Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về nhập khẩu cá tra Việt Nam. Các chuyên gia cũng cảnh báo sang năm sau, cá tra vào Mỹ sẽ gặp khó khăn nhiều hơn do rào cản kỹ thuật và thuế chống bán phá giá. Trong 10 tháng đầu năm, thì tổng kim ngạch xuất cá tra của Việt Nam đạt 1,4 tỷ đô la, trong đó Mỹ chiếm 23% và Trung Quốc chiếm 17%, hai thị trường quan trọng kế tiếp là EU và ASEAN. Đáng chú ý là trong khi kim ngạch xuất đi Mỹ và Trung Quốc tăng lần lượt 23% và 76% trong 10 tháng, thì tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra chỉ tăng 6,4%. Với mục đích bảo vệ và phát triển thương hiệu tỏi Lý Sơn, hạn chế tình trạng các hộ kinh doanh in nhãn hiệu và đóng gói bao bì tỏi tự phát như lâu nay, thời gian sắp tới thì huyện Lý Sơn sẽ triển khai in nhãn hiệu logo và tem chống hàng giả cho tỏi Lý Sơn. Theo Hội Sản xuất Kinh doanh và Chế biến hành tỏi Lý Sơn, lâu nay có hiện tượng trà trộn tỏi từ nơi khác vào tỏi Lý Sơn để trục lợi. Điều này khiến tỏi Lý Sơn đang bị mất dần thương hiệu trên thị trường. Do vậy, hội sẽ in nhãn hiệu logo, tem chống giả của hội để được bảo hộ theo quy định. Ngoài ra, hội cũng sẽ thành lập cơ sở thu mua, bao tiêu toàn bộ sản phẩm hành, tỏi trồng trên đảo Lý Sơn nhằm ổn định đầu ra cho nông dân đất đảo. Bên cạnh đó, chính quyền huyện Lý Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển tỏi, vận động các hộ dân, tiểu thương khi bán sản phẩm mang nhãn hiệu hành, tỏi Lý Sơn cho du khách phải trung thực nhằm bảo vệ thương hiệu. Đây là những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn thực trạng chở tỏi ra Lý Sơn để trà trộn, lừa người tiêu dùng tái diễn trong nhiều năm. Thưa quý vị, khi đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo được Sở Công Thương TP HCM trình lên bàn của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì đã có không ít ý kiến bàn ra về tính khả thi cũng như khả năng thực hiện đề án này. Tuy nhiên, với quyết tâm tạo ra bước đột phá trong công tác quản lý cũng như tạo dựng lại niềm tin với người tiêu dùng về chất lượng thực phẩm trên địa bàn, Sở Công Thương cùng với các đơn vị liên quan đã tích cực chuẩn bị cho việc triển khai đề án này. Đến thời điểm này, thì theo Sở, đề án đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của tất cả các chủ thể liên quan và đã sẵn sàng triển khai trên thực tế vào đầu tháng 12 tới. Chính thức được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua vào ngày 15 tháng 8 năm 2016, đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo được Sở Công Thương và các đơn vị phối hợp liên quan như Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi cục Thú y tích cực chuẩn bị trong 2 tháng qua. Tại buổi tập huấn mới đây cho kênh phân phối hiện đại về việc triển khai đề án, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đề án đã nhận được sự tham gia tích cực của hầu hết các chủ thể trong chương trình.
Cụ thể, về phía các đơn vị chăn nuôi, đã có 24 doanh nghiệp, cơ sở đăng ký tham gia với gần 1.000 trang trại. Sản lượng heo cung ứng lên đến 10.000 con một ngày. Về cơ sở giết mổ thì đã có 17 cơ sở gồm cả ở thành phố và các tỉnh đăng ký tham gia. Trong đó có các cơ sở giết mổ lớn như Vissan, Xuyên Á, Trung tâm giết mổ gia súc Bình Tân. Về hệ thống phân phối đã có toàn bộ hệ thống phân phối hiện đại, 100% tiểu thương tại chợ đầu mối Hóc Môn, 4 chợ lẻ là Bến Thành, Thái Bình, An Đông, Hòa Bình và 60% tiểu thương tại chợ Bình Điền đăng ký tham gia. Theo lộ trình, từ đây đến cuối tháng 11, Sở sẽ hoàn tất các công việc cuối cùng trước khi chính thức triển khai việc truy xuất ra thị trường như chốt danh sách cơ sở tham gia, tập huấn, cấp mã code cho các đơn vị này, hoàn thiện cài đặt các phần mềm ứng dụng cho việc truy xuất. Dự kiến trong tuần đầu tiên của tháng 12 tới, đề án sẽ chạy thử nghiệm tại một số khu vực với sự giám sát của chuyên gia nước ngoài và chính thức triển khai việc bán thịt heo có dán tem truy xuất nguồn gốc trên thị trường kể từ ngày 10 tháng 12 tới. Dù vẫn còn một số vướng mắc trong khâu triển khai như đề án chưa nhận được sự tham gia của các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, của thương lái, của một số tiểu thương ở các chợ. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Công Thương, những trở ngại này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến việc triển khai đề án. Về lâu dài, việc triển khai đề án sẽ tác động ngược trở lại các đối tượng này. Chúng tôi đang thông qua các cái hệ thống chính trị để làm sao tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi chương trình này đến cho người dân, để làm sao mỗi người tiêu dùng vì sự an toàn của chính bản thân mình và gia đình mình thì khi đi mua hàng thì phải yêu cầu đơn vị bán hàng phải tham gia có tem truy xuất trên miếng thịt mình mua. Và chính cái đòi hỏi của thị trường, đòi hỏi của người tiêu dùng nó sẽ làm cho các cái người kinh doanh, các cái thương nhân phải thay đổi. Vì nếu anh không bán cái miếng thịt heo mà có khả năng truy xuất thì sẽ không được sự ủng hộ của người tiêu dùng, hay nói khác là sẽ không bán được hàng. Cho nên tôi nghĩ rằng các cái thương nhân họ sẽ dần dần qua quá trình giải thích họ sẽ hiểu, họ sẽ tham gia. Đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo được Sở Công Thương triển khai nhằm hướng đến kiểm soát chất lượng thịt heo trên địa bàn, đảm bảo cung ứng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đề án áp dụng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc thịt heo T-Food theo công nghệ châu Âu, cho phép người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc thịt đã mua bằng cách dùng phần mềm quét qua tem dán trên sản phẩm. Toàn bộ thông tin về thịt heo trong suốt quá trình vận chuyển từ trang trại đến tay người tiêu dùng đều được kích hoạt qua từng khâu và tích hợp trên hệ thống quản lý T-Food. Dù việc áp dụng truy xuất có thể làm tăng chi phí quản lý và tăng giá bán lẻ thịt heo trên thị trường, nhưng các hệ thống phân phối cho biết họ sẵn sàng tham gia đề án. Trước mắt về cái phía xã hội thì chúng tôi nhận thấy rõ, rất là rõ là đề án này đáp ứng được cái mong đợi của người tiêu dùng, và từ phía doanh nghiệp thì là một cái doanh nghiệp cũng như là dẫn đầu hàng đầu của trong cái ngành này thì chúng tôi mong rằng mình sẽ là một cái đơn vị đưa đến cho người tiêu dùng cái sản phẩm tốt. Và từ đó thì chúng tôi cũng sẽ là vẫn duy trì được cái vị trí của mình ở trong lòng người tiêu dùng. Tuy nhiên, các hệ thống phân phối cũng lo ngại tâm lý ngại áp dụng công nghệ của người tiêu dùng có thể khiến hiệu quả của đề án không đạt như kỳ vọng. Cái đối tượng mình hướng đến là nó không chỉ là những cái công ty, những cái nhà phân phối mà nó phải được kết hợp đồng điệu cả từ khách hàng. Mà thứ hai là cái việc mình áp dụng công nghệ vào cái sản phẩm thịt như thế này cũng khó, bởi vì cái đối tượng mà tiêu dùng hàng ngày thì đa số là những cái người phụ nữ làm nội trợ, và thực ra thì người ta cũng không am hiểu về công nghệ thông tin lắm. Cho nên là mình nghĩ là cái bước đầu áp dụng nó sẽ gặp một số cái khó khăn ạ. Với cái chương trình này, chúng tôi tạo ra cơ hội cho mọi người tiêu dùng dùng điện thoại thông minh để truy xuất thông qua một cái ứng dụng được truy cập miễn phí và ở cái mức độ đơn giản nhất, quét vào cái tem truy xuất để biết được nguồn gốc. Còn trong trường hợp mà người tiêu dùng không có điều kiện để tham gia truy xuất, quét cái tem truy xuất thì trong cái điện thoại cũng sẽ hiện lên cái sơ đồ, bản đồ về những điểm bán đã tham gia chương trình. Thì như vậy người ta cũng có quyền nhìn vào cái điện thoại để biết rằng là trong phạm vi bán kính một cây số của mình đâu là những điểm bán hàng an toàn để chương trình giới thiệu. Trước ý kiến lo ngại về việc có thể xuất hiện tình trạng trà trộn thịt không rõ nguồn gốc xuất xứ với thịt có truy xuất nguồn gốc, hoặc trộn lẫn thịt cũ, thịt mới rồi dán tem truy xuất hợp lệ để bán cho người tiêu dùng ở các chợ lẻ, đại diện Hội Công nghệ cao, đơn vị phối hợp với Sở Công Thương triển khai đề án trên cho biết cũng đã có giải pháp để kiểm soát kẽ hở này. Nếu mà một cái đơn vị như là một siêu thị lớn mà có cái lợi ích để mà chỉ đạo cho nhân viên mình làm việc này thì đơn vị đó cũng phải xem lại xem là có xứng đáng cái lòng tin của người tiêu dùng không. Thế còn các người tiểu thương bán ở chợ mà vì cái lợi ích cá nhân của họ làm việc đó thì chúng tôi đã có những cái biện pháp trực tiếp, ví dụ như kiểm soát tại cổng chợ, camera ở các cái quầy bán hàng thịt chợ và kiểm soát tổng số lượng tem cũng như là lượng thịt họ nhập vào để chia trung bình kiểm soát xem cái lượng có phù hợp không.
Sở Công Thương cho biết việc triển khai truy xuất nguồn gốc thịt heo từ trang trại đến bàn ăn trên địa bàn thành phố vào đầu tháng 12 tới chỉ mới là giai đoạn 1 của đề án. Trong giai đoạn 2, Sở sẽ tiến hành quản lý truy xuất nguồn gốc thịt heo cả trong quá trình nuôi để đảm bảo các sản phẩm thịt cung ứng đến tay người tiêu dùng là những sản phẩm thực sự an toàn. Sắc xanh đã tràn ngập trên hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Chỉ số VN-Index dễ dàng vượt mốc 680 điểm nhờ vào sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thị trường tiếp tục tăng tốc ngay từ đầu phiên giao dịch, nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá mạnh mẽ nhờ xu thế tăng giá của giá dầu thế giới. Bên cạnh đó, VN-Index còn được hỗ trợ bởi các mã trụ cột như Vinamilk và dòng ngân hàng. Tuy nhiên, thị trường diễn biến tích cực nhưng giao dịch trên sàn lại chưa đi đồng pha khi vẫn duy trì ở mức thận trọng. Chuyển sang phiên chiều, VN-Index giữ được vững đà tăng về cuối phiên, chỉ số đã tăng nhanh chóng vượt khỏi mốc 680 điểm. Sự gia tăng mạnh mẽ của hai cổ phiếu Vinamilk và ROS cùng nhóm dầu khí đã đóng vai trò chủ chốt cho sự bứt phá này. Trong khi đó, các cổ phiếu blue chip khác vẫn đang biến động trong biên độ hẹp. Khép phiên, VN-Index tăng gần 8 điểm lên mốc 681,91 điểm, thanh khoản đạt trên 2.200 tỷ đồng, tương đương hơn 110 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Sắc xanh cũng tràn ngập trên sàn Hà Nội trong suốt phiên giao dịch, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành lực đỡ chính cho chỉ số. Mặc dù vậy, số mã giảm giá vẫn chiếm ưu thế hơn, hoạt động giao dịch dù có cải thiện nhưng vẫn thiếu sự tích cực. Chốt phiên, HNX Index tăng 0,35% lên mốc 81,03 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 37 triệu đơn vị, ứng với gần 377 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin tiếp, thưa quý vị. Theo kế hoạch thì cuối tháng 12 năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ công tác chuẩn bị cho thị trường chứng khoán phái sinh. Để chuẩn bị cho việc báo cáo Chính phủ về thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 12 năm 2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các thành viên thị trường đã tiến hành đồng loạt các bước từ xây dựng khung pháp lý, hệ thống, sản phẩm và đào tạo thành viên. Thời gian qua, đại diện các ban ngành liên quan đã trao đổi thảo luận với các công ty chứng khoán và ngân hàng về các vấn đề cần quan tâm như mở tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư, quản lý chi tiết đối với tài khoản của nhà đầu tư, vị thế của nhà đầu tư, cơ chế hoạt động, cơ chế giám sát thành viên tạo lập thị trường, v.v. Hiện có khoảng 10 công ty chứng khoán gồm SSI, HSC, BVS, MBS tích cực chuẩn bị thị trường chứng khoán phái sinh hướng đến ngày khai mở vào năm 2017. Tiếp tục phần tin trong nước, ngay sau đây mời quý vị theo dõi các thông tin đáng chú ý. Gần 97% doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử. Doanh nghiệp cần chủ động tích cực hơn trong việc phòng chống hàng giả trên thị trường.